Xét xử vụ án bà Nguyễn Phương Hằng chỉ những người được tòa triệu tập mới được tham dự không xử kín. Vào ngày 14 tháng 9, Tránh văn phòng tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là ông Phạm Ngọc Duy cho hay, phiên xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm được xét xử công khai. Vụ án liên quan đến người nổi tiếng được dư luận rất mực quan tâm, để đảm bảo trật tự thì nhà báo, phóng viên tham dự phiên tòa sẽ được tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp thẻ và những người được tòa triệu tập sẽ được tham gia phiên xử và sắp xếp chỗ ngồi khi tham gia phiên xử. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đảm bảo an ninh trật tự phiên tòa để không ảnh hưởng đến các vụ án khác. Ngày 21 và 22 tháng 9, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trong đó, 10 cá nhân bị Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xâm phạm bí mật đời tư cá nhân gây ảnh hưởng uy tín, danh dự đều được Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác định tư cách tố tụng là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông võ nguyễn hoài linh bà đặng thị hàn ni ông nguyễn đức hiển bà nguyễn thị mỹ oanh bà trần thị thủy tiên và chồng là ông lê công vinh ông huỳnh minh hưng bà đinh thị lan bà trương việt hà bà lê thị giàu bên cạnh đó ông huỳnh uy dũng là chồng của bà nguyễn phương hằng cũng được tòa triệu tập đến phiên xử với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan